các loại cây có lịch sử lâu đời được thổ dân châu Mỹ sử dụng làm thuốc giảm đau tại chỗ cũng có thể hữu ích trong việc chống lại bệnh tiêu chảy. Nghiên cứu tương ứng được công bố trên tạp chí Frontier in Physiology do các nhà nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học California Irvine ở Mỹ. Người Mỹ bản địa được biết đến với việc sử dụng thành thạo thuốc thực vật để điều trị nhiều loại bệnh. Hiện nay, với sự hợp tác của Cơ quan Công viên Quốc gia Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu đang sàng lọc các loài thực vật bản địa ở Hoa Kỳ về tiềm năng phân tử của chúng để điều trị các tình trạng y tế khác nhau. Trong bài báo đầu tiên được công bố từ nỗ lực này, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một số loại cây này kích hoạt kênh kali KCNQ2-3 được cho là làm dịu cơn đau bằng cách ức chế các tín hiệu đau. Họ cũng phát hiện ra rằng các chất chiết xuất từ thực vật tương tự có tác dụng ức chế kênh kali trong ruột được gọi là KCNQ1, KCNI3. Các nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra rằng việc ức chế kênh này ngăn ngừa tiêu chảy. Các nhà nghiên cứu nói rằng những phát hiện của họ vẫn còn một thời gian nữa mới có thể trở thành loại thuốc được cung cấp cho công chúng. Bước tiếp theo là sử dụng các phương pháp tiếp cận sinh hóa để đảm bảo an toàn và tối ưu hóa chúng để điều trị đau và tiêu chảy. Các loại thuốc có nguồn gốc tự nhiên như vậy một ngày nào đó có thể cung cấp các lựa chọn thay thế cho thuốc giảm đau dựa trên opioid. Họ cũng có thể đưa ra các lựa chọn điều trị thay thế cho những người mắc bệnh tiêu chảy, nguyên nhân chiếm 1 trong 9 trường hợp tử vong ở trẻ em trên toàn thế giới. Được thực hiện với sự cộng tác của Cơ quan Công viên Quốc gia Hoa Kỳ, nghiên cứu này minh họa còn bao nhiêu điều cần học hỏi từ các phương pháp làm thuốc của người Mỹ bản địa và bằng cách áp dụng các phương pháp tiếp cận cơ học phân tử. Chúng ta có thể làm nổi bật sự khéo léo của họ cung cấp các hợp lý hóa phân tử cho các mục đích sử dụng cụ thể của họ, Jeffrey Abbott, tiến sĩ, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết. Cá nhân tôi rất hào hứng với bài báo, đó là lần hợp tác đầu tiên được xuất bản của phòng thí nghiệm của tôi với Dịch vụ Công viên Quốc gia. Và nó chiếu sáng về sự khéo léo đáng kinh ngạc và trí tuệ y học của các bộ lạc thổ dân Mỹ ở California, ông nói thêm. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!